Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về nguyên âm trong tiếng Trung. Và buổi trước, buổi 1 thì tôi có nói về phụ âm rồi. Hôm nay là vấn đề về nguyên âm. Về nguyên âm trong tiếng Trung thì các bạn sẽ đọc luyện theo tôi. Và sau đó thì khi về nhà các bạn có thể quay lại clip thêm 1-2 lần để các bạn có thể nắm cho phần đọc này được tốt. Và các bạn phải luyện rất nhiều lần, ít nhất là 20 lần thì cái phần nguyên âm này có thể đi cùng với các bạn được, thuần thục được. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cùng với nhau. Các bạn đọc cùng mình theo tôi. A. A. A này đọc giống như tiếng Việt, đọc dài âm ra. A. O thì các bạn đọc là ua. Đọc cùng với tôi. Ua. Ua. E thì các bạn đọc là ưa trong tiếng Việt mình. Cùng đọc, kéo dài âm ra. Ưa. 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 Và E được đọc là ơ khi đi cùng với L, G, N, M. Tôi ví dụ luôn, đi cùng với M, M. Đi cùng với G, T. Tiếp theo I thì bình thường các bạn đọc là I, giống như tiếng Việt Nam bình thường. Nhưng I sẽ được đọc thành ư khi đi cùng với S, SH, Z, ZH, C, CH và chữ R. Ví dụ SC mà đi với I phải đọc là S, SHDV phải đọc là S. Tiếp theo, chữ U thì các bạn đọc giống Việt Nam mình, giống là U bình thường thôi, đọc kéo dài âm ra. U. U có hai cái chấm trên đầu thì các bạn đọc là Uy, kéo dài âm ra. Uy. A và I các bạn đọc là Ai. E và I các bạn đọc là A. A O các bạn đọc là Ao. O U đọc là O. E và N đọc là Ân. I và E các bạn đọc là I và E nối lại với nhau. Ie. Ie. A và N đọc là An. ANG đọc là An. ING đọc là In. Đây là mũi. Luồng hơi đẩy lên mũi, thoát ra bên mũi này. In. IO các bạn đọc là Yo. I cộng yo nối lại với nhau. Yo. Đó. NG các bạn đọc là Ân. Ân. IE các bạn đọc là IE. IE. I cộng E nối lại với nhau. IE. Đó. ONG các bạn đọc là Ung. Ung. IA các bạn đọc là IA. Tức là I và A nối lại với nhau, đọc nối lại. IA. Ok. IAO các bạn đọc là Yao, tức là Y cộng Yao đấy. Tập lại nhé. Yao. IAN các bạn đọc là Yen, tức là Y cộng với N ấy. Nối lại với nhau nhé. Yen. Y và N các bạn đọc là In. In. ANG. IANG đọc là Yang. 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 IONG đọc là Yung. 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 Các bạn cảm giác là Y cộng với Ung nối lại với nhau. Yung. Yung. E và R đầu lưỡi các bạn cong lại cái kết thúc âm. Đầu lưỡi cong lại. A. A. Khẩu âm không thay đổi trong quá trình các bạn luyện. UA các bạn đọc là WA. WA. UO các bạn đọc là UA. UA. UAI các bạn đọc là WAI. WAI. Mr. WAI đấy. OAI. UAI các bạn đọc là WAI. WAI. UAN đọc là YUAN. Yuan. Thực ra cái này nếu chúng ta cần phải có một cái phụ âm vào thì đọc nó dễ hơn. Ví dụ như là UN các bạn đọc là Won. Won. UANG các bạn đọc là Wang. Wang. UNG các bạn đọc là Won. Won. U có hai cái chấm trên đầu cộng với E các bạn đọc là Yue. Yue. UAN đọc là Yuan. 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 U có và N thì các bạn đọc là Win. 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 Trên đây tôi đã nói sơ qua về cách đọc các cái nguyên âm trong tiếng Trung, phụ âm, nguyên âm và dấu. Đủ ba thứ này là các bạn có thể ghép các từ lại và đọc một cách tạm tạm. Bây giờ tôi sẽ đọc lại thêm một lần nữa và các bạn luyện theo cho cái công việc của bạn nó sẽ tốt hơn. Lần này cố gắng làm tử tế. A. Ua. Ưa. Y.
U có dâu đọc là huy. Huy. Ai. A. Ao. Âu. Ân. Ye. An. An. In. Yêu. Ân. Ye. Dung. Ya. Yao. Yen. In. Yang. Dung. O. Uo. Wai. Wei. Wan. Quân. Quang. Quân. Duy. Duyên. Duyên. Trên đây là phần nguyên âm trong tiếng Trung. Đấy. Thì chúng ta đã được hai phần, và một lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn một phần nữa là phần dấu. Hy vọng là các bạn sẽ học tập thành công. Chúc các bạn thành công.